Căng y lên. Rồi, xin chào quý thầy cô, cũng như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau vẽ một cái bài lưới ô vuông. Bài này người ta có hai phần. Thứ nhất là về cái lưới ô vuông. Phần thứ hai là bố trí các cái hình ảnh này trên cái lưới ô vuông chúng ta đã vẽ. Lưới ô vuông người ta cho kích thước là mỗi cái cạnh này là 80. Rồi, để vẽ bài này chúng ta sẽ làm như sau nè. Rồi, đây là các cái bước chuẩn bị để chúng ta vẽ cái bài này. Thì chúng ta chọn màu đỏ này, nhấn bút bằng 2. Chúng ta tạo vẽ tại 116 ha, 116 như này. Thì đầu tiên chúng ta vẽ một cái hình vuông á. Cái hình vuông gồm có 4 cạnh. Mỗi cạnh á theo đồ bài cho của cạnh hình vuông là 80. Và góc quay của nó là 90. Thì chúng ta sẽ nhập quạt chúng ta đứng đâu đây ha. Thì chúng ta tăng lên tí xíu này. Tăng lên khoảng 150 ha. Trên khoảng 150. Rồi. Thì sau đó ý tưởng của chúng ta là chúng ta sẽ đi ra đây. Rồi tiếp tục chúng ta về bốn cái hình vuông. Như vậy là tiếp tục chúng ta sẽ đi ra là 80. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại được 4 lần. 4 lần. Thì sau đó chúng ta từ đây chúng ta sẽ lùi về đây, yeah. Lùi về, tức là bằng 4 4 4 lần này nhân với cạnh 80 là nó sẽ bằng là trừ cho 4 nhân cho 80 à. Sau đó chúng ta sẽ chen y. Gen này là trừ 80 rồi. Trừ 80. Thì sau đó chúng ta sẽ lặp lại 4 lần nữa. Thì sau đó chúng ta sẽ ở cái nhân vật này luôn. Đây là cao lên tí nữa này. 155 đây. Rồi. Chỗ này có thể là trừ 170. Rồi, bây giờ chúng ta bố trí các cái hình ra này. Thì để bố trí chúng ta sẽ thêm tức là táo này ha. Thêm cái quả táo. Quả táo là bố trí ở chỗ này ha. Đó. Thì trong cái quả táo này chúng ta sẽ thêm một số quả nữa. Táo này. Rồi dưa nè. Thêm nữa. Banana này, chuối này. Một quả nữa, quả dâu, thêm một quả dâu nữa. Đây, quả dâu đây ha. Thì chúng ta có 4 loại quả này. Bây giờ chúng ta bố trí các cái hình này trên lưới vuông này. Thì chúng ta quay lại. Đầu tiên chúng ta
cho cái kích thước của nó nhỏ lại tí xíu, nhỏ lại khoảng volume hiển thị này. Đây, cho cái size nó khoảng 90%. Rồi. Đây. Ý tưởng của mình á, thì chúng ta sẽ cho cái kích thước của cái quả này nó nhỏ hơn cái lưới vuông một tí xíu, thì sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái nút điều khiển ha, để cho nó hiện. Thì qua bên này đầu tiên là cho nó on đi, tiếp theo mình cho nó hiện lên đây này. Và ý tưởng của mình là đã tạo ra bốn cái con bốn quả trái cây này, thì chúng ta sẽ làm như sau. Bốn này chúng ta sẽ tạo ra cái bản sao của nó ha, tạo ra cái bản sao của nó. Đây nó hiện tại đây đúng không? Bây giờ mình lấy ngẫu nhiên của nó ra. Ngẫu nhiên á, thì hiện lên như thế này. Đây, switch này. Ngẫu nhiên của nó là từ 1 đến đến 4 này. 1 đến 4. Thì mỗi lần nó hiện ra thì nó sẽ cắt ra, khoảng cách ra ra. Khoảng cách là 80. Cách là 80. Thì mỗi lần nó xuất hiện như vậy á, thì nó có cái thời gian đợi của nó là 0,5. Ngoài là chúng ta sẽ có này, có được cái số quả của hiện ra như thế này. Thì ý tưởng của mình là sau đó mình sẽ đi lui vào đây, đi lui vào đây là nên mà đi lui gì à? Tức là bằng trừ nhân với cái số cạnh, nhân với độ dài 4 nhân cho 80 à. Thì lúc này nó sẽ mình sẽ cho nó chen xuống đây, nhưng vật là chen cho trừ y, chen y trừ trừ 80 và lặp lại việc này 4 lần. Lại ha. Rồi thì sau lúc này thì mình cho nó ẩn ở đây luôn ha, cho nó ẩn ở đây luôn. Thì cái chỗ này mình có thể khai báo một cái biến y này, cái biến y của mình là bằng bằng một ha, thì mình gán cái một y vô đây. Như vậy trong quá trình này mình sẽ tăng y này lên, tăng y lên. Tăng y lên thì lúc này mình đưa cái y nó vừa vừa không đi, trả nó gì là không đi. Thì qua nó đều hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.